nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, trưởng cơ quan đại diện văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Hải. 20 năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Đà Nẵng luôn được các cấp ngành địa phương quan tâm chỉ đạo và sự tham gia hưởng tích cực của người dân tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Nhiều mục tiêu quan trọng về xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện rộng khắp, tạo ra những thay đổi đáng kể về đời sống văn hóa toàn dân. Tư tưởng đạo đức và lối sống văn hóa lành mạnh từng bước được khơi dậy. Nhiều truyền thống nếp sống văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy. Các thiết chế văn hóa thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ngày càng phát triển. Giai đoạn 2021-2025, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại thành phố sẽ được đẩy mạnh, tiếp tục nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến, góp phần vào việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, tạo ra một diện mạo Đà Nẵng ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh. Phong trào chúng ta 20 năm qua là nắng đổi bật, đó là phong trào chúng ta là có một sự một sợi dây liên kết tất cả phong trào để thực hiện cùng đạt hiệu quả chung trên các phong trào đó. Thứ hai là phong trào chúng ta càng ngày càng vào thực chất. Trong tương lai chúng tôi sẽ có những cơ chế làm việc để mà có sự liên kết giữa các ngành có hiệu quả mật thiết. Thứ hai là phải thực hiện cái việc tuyên truyền vận động phong trào nó càng ngày nó càng văn minh hơn, sử dụng những cái phương tiện truyền thông hiện đại để nó đi vào rộng và đi sâu vào từng cái đối tượng người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Dịp này, hai tập thể, hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020 đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 24 tập thể, 6 gia đình và 10 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận những cố gắng của ngành, hội, đoàn thể, địa phương, cơ sở và các điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong 20 năm qua. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng lồng ghép triển khai phong trào này với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn thực hiện phong trào với xây dựng văn hóa văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa và quản lý văn hóa, đồng thời đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho người dân tham gia tốt hơn nội dung của phong trào, qua đó đưa phong trào phát triển sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng thành phố phát triển.